Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay iGen sẽ hướng dẫn các bạn cách để thay đổi và xóa hyperlink. Thì đầu tiên để thay đổi hyperlink, chúng ta sẽ click chuột phải vào đối tượng có chèn siêu liên kết. Và chúng ta sẽ chọn Edit Hyperlink. Thực hiện thay đổi đường liên kết tại một address và nhấn OK. Để xóa hyperlink thì chúng ta sẽ click chuột phải vào đối tượng được chèn hyperlink và chọn Remove Hyperlink. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video được thực hiện bởi iGen Group.